Nắm một mẹo này có thể bắt được giọng nam, giọng nữ, đại đa số những bài bolero. Người nữ hát cao thì chúng ta đánh tông lại thử. Có những hợp âm quen thuộc rồi mà chúng ta đã tập. Còn người nam cao là hát tông rề thứ. Và nếu những hợp âm ở giọng rề thứ mà chúng ta chưa quen cũng đừng có lo. Chúng ta chỉ cần dùng capo kẹp ngang ngâm và những thế tay quen thuộc của la thứ là chúng ta cũng đang đánh ở giọng rề thứ rồi. Điệu bolero dễ. 3 3 2 1 2 3 1 2 3. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Những hợp âm dễ nè, nhịp chân nè. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi phai vào sương gió, những đêm mưa tính nhỏ gợi nhớ tối hồng trò. Tâm tình thường hay ngó, trường tan về chung phố nhưng lúc trời chiều đổ mưa. Bây giờ thì đi điểm hát thử thôi. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo và cho chúng ta một like nha. Là dây acoustic gì kim loại. Là chính hãng thì nó sẽ có chút khắc gì Malik nha. Hai bộ này chỉ có 150.000 thôi và được tặng kèm giáo trình đi theo nè. Giáo trình mới nhất là tặng kèm cái tai quay để chúng ta có cái rảnh nè. Chúng ta tháo mấy cái chốt này ra dễ dàng. Tai quay này thì chúng ta vô dây cho nó đẹp nè. Vô dây quấn nhiều vòng. Dây 1-2 quấn nhiều vòng sẽ khó đứt và bền hơn. Sẽ tặng thêm một cái hộp bích để chúng ta dán vào đây luôn. 150.000 thôi. Hai bộ dây acoustic nè, giáo trình nè, rồi hộp bích, hai cái bích khẩy nè, rồi tai quay nữa. Đặt sớm để nhận được ưu đãi và giao dây tận nơi ạ. Với tập chơi mà tập bằng bích khó quá, cứ lộn dây hoài thì chúng ta cứ để bích qua một bên, tập bằng tay. Cơn mưa nào không dừng, buồn gì ai chống phai, lời nào không chút chạy, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em, những tiếng mạnh tư duyên, tầm tay nào tôi vơi, từ đây cách xa rồi. Cái nhịp rất quan trọng nên cho chúng ta cái nhịp chân và chúng ta đã nhảy xuống. Cơn mưa nào không dừng, buồn gì ai trong phải. Bất kỳ bài nào cũng vậy, chúng ta làm quen với hợp âm. Tập thì tập cái nào dễ chúng ta tập trước cho nó quen, nó êm trước. Ví dụ như bolero kiểu dễ nè. 3 3 2 1 2 3 1 2 3. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Nó tập nhịp chân cho nó đều thì từ từ chúng ta sẽ chơi được rất là nhiều bài. Thì chuyển những thế tay và luyện ngón mỗi ngày chút xíu là chúng ta chơi được thôi, đừng có lo gì hết. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ bích cúp dán AD35. Đây là dây đi theo kèm với bích cúp dán nè. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cúp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào bích cúp. Có 6 ly thì chúng ta gắn vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Nếu chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ bích cúp AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị các bạn đặt ngay tại rừng hoang, gió núi theo sang, dẫu bụi đường trên vai.
hoa trinh nữ không bằng mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe mộng cùng nàng cũng vạn đời, hoa không bán hương thơm như nàng giả lý trong vườn. Nhìn hoa trinh nữ đẹp, kẹp ca bô ngang ba, sau đó chúng ta chuyển theo những hợp âm để cho nó quen những hợp âm cơ bản. Ví dụ quá mùa rừng hoa, gió núi theo sang. Chuyển hợp âm tay trái quen rồi, chúng ta mới ráp công thức vào. Bấm đăng ký theo dõi kênh, bấm chia sẻ về cùng tập đàn với guitar 5 phút hiệu quả mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên mà trên tay Khánh được cầm một cặp micro không dây, hát rất là nhẹ và rất là xịn sò như thế này. Pin sạc bên trong, ở đây smartphone micro không dây ha. Đây là cục pin sạc của nó nè. Nào chúng ta cứ sạc như điện thoại rồi, xài được rất là lâu, 5-6 tiếng luôn, chơi thoải mái, thải có dễ lắp luôn. Đó, đèn thì chúng ta chỉ cần bật bấm một cái nhẹ thôi là nó lên đèn. Cục này cũng xài pin sạc luôn và chúng ta cắm vào bất kỳ cái loa kẹo kéo hay là âm ly nào cũng sử dụng được hết. Bây giờ chúng ta bật hai cái cùng một lúc lên nè. Và chúng ta đứng gần với nhau luôn. Đứng gần âm ly và bật không phú. Bắt rất là nhẹ nè mọi người nha. Trời dù mưa cho phố vắng bên mông. Bật luôn nè. Khơi lòng bao nỗi nhớ. Đây là tần số cao nè, hút rất là đã. Hai cái luôn. Trời nắng mưa rất là nhẹ. Cho ước nào em thơ. Mưa rơi từ bão xưa. Micro không dây pin sạc như điện thoại sẽ được Khánh test rất là kỹ và rất là đẹp luôn. Sẽ giao tận nơi toàn quốc. Ngài có thể đặt hàng qua số Zalo ạ. Xin cảm ơn.